Xin chào quý vị và các anh chị đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors. Thì hôm nay Khoa có mặt ở bên trong tòa nhà S501 của dự án Vinhomes Grand Park bên quận 9. Thì hiện bây giờ là Khoa đang có mặt ở khu vực tầng gần như là cao nhất của dự án của cái tòa nhà S501. Thì bây giờ Khoa xin giới thiệu về cái căn hộ một phòng ngủ cộng 46,5m2. Thì có cái view rất là lý tưởng về công viên nội khu và view về hướng sông qua khu The Origami. Thì căn này vừa mới hoàn thiện nội thất cơ bản, bếp, rèm, cửa, kính của hai cái nhà vệ sinh. Thì bây giờ cùng theo chân Khoa nhé. Bây giờ là căn hộ này đang nhận ký gửi cho thuê và chuyển nhượng. Các anh chị nào mà đang quan tâm về dự án căn hộ, có nhu cầu ký gửi cho thuê, chuyển nhượng hay là có nhu cầu tìm thuê mua ở các căn hộ ở dự án Vinhomes Grand Park quận 9, phân khu The Rainbow, phân khu The Origami hay là nhà phố Manhattan, Manhattan Glory, thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Khoa dùng cho Zalo, Viber, Telegram, WhatsApp 0979 676655. Bây giờ theo Khoa vào thực tế căn hộ vừa mới hoàn thiện nội thất ngày hôm nay, Khoa mới vừa nhận cái chìa khóa. Đây là khu vực sảnh hành lang. Rồi đây là khu vực thang máy của chúng ta nè, rất là rộng nha các anh chị. Sẽ chia làm hai bên. Khu vực này gồm có 5 thang máy và khu vực cái nhánh bên kia là sẽ là 4 thang máy. Đây khu vực hành lang đi vào bên trong. Thì giữa các đây là cái tòa nhà hình chữ U nha các anh chị. Thì sẽ chia ra làm hai, chúng ta sẽ có một cái cửa kính phân chia hai khu để giảm tiếng ồn của các cư dân ở đây. Thì chúng ta có cái kính để giảm tiếng ồn. Thì bây giờ chúng ta cùng đi vào cái căn hộ một phòng ngủ cộng. Và cái căn này Khoa đánh giá là rất là đẹp nha các anh chị. Đây cái view ở đây vừa mới hoàn thiện nội thất. Và đây chúng ta sử dụng chuông báo bên trong. Đây là vừa mới nhận chìa khóa hôm nay. Đây là cái nội thất. Nội thất này thì bằng dao pin sẽ không bằng dao như thế này. Chúng ta về chúng ta làm thêm cái nội thất cơ bản như thế này là đủ để cho thuê rồi. Còn các anh chị nào mà muốn ở thì chúng ta làm thêm nội thất rồi. Bàn, ghế, giường. Đây. Và nhà vệ sinh, trang thiết bị nhà vệ sinh. Khi mà bàn giao thì chúng ta sẽ không có kính của phòng tắm đứng nha. Chúng ta sẽ làm thêm hai cái này. Và cái đơn vị thi công này là Khoa khá là hài lòng nè. Thì Khoa đề nghị đơn vị thi công này cho các anh chị. Các anh chị nào mà có nhu cầu về nội thất, vừa mới nhận nhà mà làm nội thất thì hãy liên hệ với Khoa. Và bạn này hứa là sẽ có giá khá là cạnh tranh so với các đơn vị khác. Các anh chị có thể tìm hiểu về cái thông tin bản báo giá thêm. Đây là khu vực phòng khách. Và đây là cái phòng cộng của mình nè. Chúng ta có thể làm thêm nữa. Thì cái khu vực này tầm khoảng là 5m2, 5-6m2. Chúng ta có thể bố trí một cái phòng nhỏ nữa hay là khu vui chơi dành cho chơi các em. Và chủ đầu tư Vin là sẽ tặng cho chúng ta hai máy lạnh. Máy lạnh ở phòng khách và máy lạnh ở phòng ngủ bên đây. Bây giờ chúng ta xem cái phòng ngủ nha. Phòng ngủ sẽ được lót gỗ như thế này. Đây. Đây là cái view thực tế nè. Trời ơi, bên ngoài là đang chuyển mưa đó các anh chị. Như mưa vừa mới dứt nhưng mà mây đen vẫn còn khá là nhiều. Khu vực bên kia chúng ta thấy là mưa trắng xóa luôn. Nhìn rất là đẹp nha. Sông Đồng Nai nè. Ở đây view nhìn thoáng rồi hết sông Đồng Nai phía ngoài luôn. Và chúng ta có thể nhìn thấy được sông Đồng Nai nha. Tại vì ở bên kia là phân khu The Origami đang xây. Thì sẽ không có cao hơn so với cái tòa của chúng ta. Là chỉ là tầm khoảng 20 cho tới 30 tầng thôi. Thì ở đây là cái tòa chúng ta là ở tầng 32, 34, 35. Tòa chúng ta là 35 tầng là cao. Đây là chúng ta đang có mặt ở S501. Ở bên đây là S502, S503. Thì mình đang có những cái căn mà phòng căn gốc của S502 đang bán lại giá khá là tốt nha các anh chị. Giá tầm khoảng là 3 tỷ 7 thôi. Full nội thất hết luôn. Từ Việt chúng ta về để ở thôi. Xách vali về. Bàn, ghế, giường, tivi, máy lạnh, tủ lạnh có hết.
Đây là lẫm chỉ là bia về hướng công viên Cầu Vồng nữa nè. Đường Vành Đai 3 của chúng ta, khu bên kia là cái trung tâm thương mại Vincom này nha các anh chị. Chúng ta thấy nè, đang làm hầm à, làm hầm đã xong rồi, bây giờ đang lên tầng. Đây đang lên tầng. Và bên kia là khu công viên ánh sáng. Ở bên này là công viên ánh sáng. Đây là sông Đồng Nai. Sông Đồng Nai đã kéo dọc qua hướng bên đây. Đấy, còn nhìn phía xuống khu nội khu, đây là công viên Cầu Vồng ở đây của chúng ta. Ban đêm sẽ có nhạc ánh sáng. Đây là hướng của phòng ngủ nè, nhìn xuống trực diện cái khu hồ bơi luôn. Hồ bơi rất là rộng nha các anh chị. Khu sân bóng rổ, nửa sân. Đây, đây là phòng ngủ. Máy lạnh ở bên trên. Và đây làm màn luôn. Chủ đã về làm màn. Màn cái màu rất là đẹp nè, hơi vàng nhạt, phù hợp với cái phong màu chủ đạo là màu sáng của đây. Ở đây thì lên hình thì chúng ta thấy hơi nâu như cái gì, nhưng mà thật sự ở ngoài là nó rất là sáng. Và cái này là mà sẽ là màu vàng vàng nhạt ở đây luôn, cùng tiệp màu với màu cái rèm cửa. Đây, đây là cái ban công, khu vực ban công của chúng ta. Nhìn xuống các chị nào hiện đang có nhu cầu ký gửi cho thuê chuyển nhượng The Rainbow thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Là hiện chúng ta cũng đang có rổ hàng của phân khu 2 The Origami và các căn hộ giá là khá là tốt, và chính sách bán hàng là đóng 15% ký hợp đồng mua bán và được ngân hàng hỗ trợ 0% lãi suất trong 2 năm nha các anh chị. Đó là cái lợi thế của dự án. Đây. Nếu các anh chị nào mà thích kênh Phạm Đăng Khoa Realtor thì hãy đăng ký subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất mà Khoa sẽ update. Và Khoa cũng đã có một cái chuyên mục về Vinhom Grand Park News, về tin tức. Thì những cái tin tức nào mà cập nhật hàng ngày thì Khoa sẽ post lên cho các anh chị tìm hiểu thêm. Và ngoài ra còn có những cái thông tin từ chủ đầu tư thì Khoa cũng up lên liên tục cho các anh chị. Hãy đăng ký theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.